Xin chào anh chị, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Điện máy Vitecco. Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị công nghiệp với mức giá tốt nhất trên thị trường và giao hàng trên toàn quốc. Bạn nghĩ là ba mẹ sẽ khỏe mạnh mãi? Chắc chắn là trong chúng ta thì ai cũng mong muốn điều đó, nhưng mà theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, năm 2024 thì có hơn 200.000 ca mắc phải bệnh tim và trong đó có 33% số ca tử vong. Điều này rất là đáng báo động đúng không? Nhưng mà càng đáng chú ý hơn nữa là nếu trước đó theo thống kê thì cái độ tuổi mắc bệnh tim sẽ dao động ở khoảng độ tuổi từ 35 tuổi trở lên, thì hiện nay cái độ tuổi mắc bệnh tim ngày càng được trẻ hóa, nó sẽ dao động từ khoảng độ tuổi 25 tuổi và đến 35 tuổi, thì điều này rất là đáng báo động. Câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta nên làm gì để bảo vệ sức khỏe của bản thân, những người thân yêu và nhất là ba mẹ của chúng ta. Thì trong video ngày hôm nay, Vitecco sẽ giới thiệu với anh chị về tác dụng của dầu thực vật, cận cảnh cách làm ra dầu thực vật. Và đừng quên like video này và subscribe kênh YouTube của Vitecco để chúng ta có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video mới cho anh chị nha. Còn bây giờ thì bắt đầu tìm hiểu thôi nào. Mỗi chúng ta thì ai cũng biết là dầu thực vật rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà liệu là anh chị đã biết được các cái tác dụng thật sự của các cái loại dầu như là dầu ô liu, ốc chó, đậu nành hay là các cái loại dầu khác cho cái sức khỏe của người sử dụng hay chưa? Mỗi loại hạt thì sẽ có từng cái công dụng khác nhau, giống như là omega 3, omega 6, omega 9 hay là vitamin E, vitamin K, các chất chống oxy hóa và các cái chất chống lại các cholesterol xấu. Hôm nay thì Vitecco sẽ cùng anh chị khám phá được những cái công dụng tuyệt vời của dầu thực vật đối với sức khỏe của người cao tuổi nha. Đầu tiên là cái loại dầu phổ biến nhất, nguyên liệu rất là dễ dàng tìm mua và dễ dàng sử dụng. Thì anh chị có đoán được đó là loại hạt nào không? Đó là đậu nành, một cái loại hạt cực kỳ tốt cho sức khỏe tim mạch. Và trong dầu đậu nành thì sẽ có chứa nhiều vitamin K giúp tăng cường sự chắc khỏe của xương. Đồng thời thì dầu đậu nành cũng có chứa nhiều chất béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn. Thì đây là hai cái loại chất béo không chứa hàm lượng cholesterol giúp ngăn chặn cái quá trình hình thành mảng bám ở mạch máu, phòng tránh nguy cơ mắc cái bệnh tim và xơ vỡ động mạch. Thứ hai là dầu lạc hay còn được gọi là dầu đậu phộng thì sẽ chứa 17% chất béo bão hòa và 32% chất béo không bão hòa đa, 46% chất béo không bão hòa đơn cùng với nhiều loại vitamin khác như là vitamin E, vitamin K. Trong đó thì vitamin E có trong dầu lạc có tác dụng là chống oxy hóa và chống lại các cái gốc tự do, tác nhân chính dẫn đến các cái bệnh về tim mạch và ngăn ngừa ung thư. Các chất béo không bão hòa có trong dầu lạc thì sẽ làm tăng độ nhạy cảm của insulin, có tác dụng hỗ trợ và điều chỉnh đường huyết ở các cái bệnh nhân đái tháo đường. Cuối cùng là dầu mè hay còn được gọi là dầu vừng, thì cái này sẽ tùy vào cách gọi của từng vùng mà có cách gọi khác nhau. Trong mỗi chai dầu mè thì sẽ chứa một cái lượng axit béo bão hòa và không bão hòa cùng với các cái vitamin E, B, K và các cái khoáng chất và hợp chất phenolic. Những cái thành phần này thì sẽ giúp tăng cường cái sức khỏe tim mạch, hỗ trợ hệ xương chắc khỏe và giảm cái nguy cơ là thiếu máu nhờ chứa sắt và các cái khoáng chất quan trọng. Dầu mè còn có tác dụng chống viêm, làm đẹp và dưỡng da hiệu quả nhờ các cái chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó thì tinh dầu mè cũng hỗ trợ hệ hô hấp, giảm căng thẳng, lo âu và bảo vệ cái tế bào khỏi ung thư. Dầu thực vật có quá nhiều công dụng đúng không nào? Vậy thì làm thế nào để có thể có một cái chai dầu thực vật vừa thơm ngon vừa an toàn cho sức khỏe ngay tại nhà? Hãy xem hết phần nội dung tiếp theo thì Vitecco sẽ bật mí cho anh chị nha. Trước mắt anh chị đây là máy ép dầu gia đình của Vitecco, một giải pháp hoàn hảo cho sức khỏe của ông bà cha mẹ. Cái thiết bị mini gia đình này là sự kết hợp vô cùng thông minh và tiện lợi, với cái khả năng có thể ép được đa dạng các cái loại hạt như là mè, lạc, đậu nành, ô liu, ốc chó, mắc ca và nhiều cái loại hạt khác. Máy mang lại nguồn dưỡng chất dồi dào cho sức khỏe của cả gia đình, đặc biệt là ông bà cha mẹ. Thiết bị này không chỉ có kích thước nhỏ gọn, với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 40cm, 16cm, 32cm, dễ dàng bố trí trong không gian bếp nhà bạn, mà còn nổi bật với nhiều cái tính năng vượt trội khác như là tay cầm chắc chắn, giúp dễ dàng di chuyển máy. Vỏ máy được làm từ inox 304 cao cấp, chống xét, đảm bảo an toàn vệ sinh. Đế cao su chống trượt, giúp giữ sự ổn định của máy khi hoạt động. Trục ép được làm từ inox 316 cứng cáp, chịu lực ép lớn, chống mài mòn và đảm bảo được độ bền. Phễu cấp liệu tiện lợi, giúp đưa nguyên liệu vào buồng ép một cách dễ dàng, giảm tình trạng rơi rớt nguyên liệu ra bên ngoài, tiết kiệm chi phí. Hệ thống gia nhiệt hiện đại cho phép điều chỉnh linh hoạt cái nhiệt độ để phù hợp với từng loại hạt. Bảng điều khiển đơn giản, dễ thao tác, thích hợp cho người mới sử dụng. Anh chị có thể tự tay làm ra những cái giọt dầu tinh khiết, thơm ngon từ các loại hạt bổ dưỡng.
đặc biệt là giảm thiểu cái nguy cơ mắc phải các cái bệnh lý liên quan đến tim mạch. Chúng tôi đã làm video giới thiệu chi tiết về máy ép dầu gia đình. Nếu mà anh chị quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể xem lại video dưới phần mô tả. Chúng tôi sẽ để đường link bên dưới hoặc là truy cập ngay vào trang website của Vitexco để biết thêm nhiều thông tin chi tiết nha. Và anh chị ơi, đừng vội tắt video tại đây. Chúng ta sẽ thực hiện ép dầu thực tế ở trên máy ép dầu mini gia đình Vitexco để anh chị cùng theo dõi. Hãy cùng xem là quá trình ép thì sẽ được diễn ra như thế nào và làm như thế nào để có một cái chai dầu ăn tinh khiết tại nhà. Ở đây thì tôi đã chuẩn bị sẵn 200g mè đen để ép dầu. Lượng dầu được ép ra nhiều hay ít thì sẽ phụ thuộc vào cái nhiệt độ mà anh chị cài đặt để ép dầu cũng như là chất lượng hạt. Vì vậy khi mà anh chị lựa chọn hạt để ép dầu thì anh chị nên lựa chọn kỹ càng. Còn bây giờ thì hãy cùng chờ xem là 200g mè đen thì sẽ ép được bao nhiêu ml dầu nha. Anh chị có thể thấy ở đây thì đây là dầu sau khi ép xong. Dầu có màu đen đặc trưng của mè đen và tuy chỉ mới lọc qua một lần thô sơ thôi nhưng mà cặn bã ở trong dầu đã được lọc hoàn toàn, mang lại chất lượng dầu tinh khiết, an toàn khi sử dụng. Anh chị nên đợi một thời gian để cho dầu lắng xuống thì nó sẽ có màu vàng óng. Và với 200g mè đen thì anh chị đã có cho mình được 100ml dầu mè, vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Vậy là vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa tìm hiểu xong về công dụng của dầu thực vật cũng như là cách để làm ra dầu thực vật tại nhà. Mong là qua video này thì anh chị cũng sẽ hiểu thêm về công dụng của nó cũng như là tìm ra cho được gia đình mình một cái thiết bị phù hợp. Nếu mà thấy video này hay thì hãy nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất cứ video nào mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.